Thưa quý vị, điện thoại di động hay máy tính bảng thì với nhiều người chỉ đơn thuần là công cụ để liên lạc hay là kết nối Internet. Nhưng với phần mềm quản lý bãi trông giữ xe qua điện thoại di động, các điểm trông giữ xe đang sử dụng vé giấy và thủ công hoàn toàn có thể sẽ có một giải pháp quản lý bãi đỗ xe thông minh cho việc kiểm soát bãi đỗ xe của mình. Nó đảm bảo tính an toàn và thuận tiện mà không cần đến hệ thống thẻ từ hay bất kỳ một thiết bị cầm cành nào khác. Đấy, nó che mất cái mã QR code. Thưa quý vị và các bạn, trên tay tôi lúc này đang là một chiếc điện thoại smartphone và một tập vé sử dụng code. Với những cái vật dụng rất là đơn giản như thế này thì tôi hoàn toàn có thể trở thành chủ nhân của một bãi đỗ xe thông minh với quy mô vừa và quy mô nhỏ. Nhiệm vụ của tôi là sử dụng những vật dụng này và chụp ảnh biển số xe, chụp ảnh chủ phương tiện và cấp vé. Sau đó sử dụng những hình ảnh đã lưu sẵn trong máy của tôi để đối chiếu. Hình thức bãi đỗ xe thông minh được quản lý qua điện thoại di động, nó không chỉ đảm bảo tính nhanh gọn, hiệu quả mà nó còn có cái tính an toàn rất là cao. Muốn sử dụng phần mềm, người dùng chỉ cần tìm từ khóa CPK Mobile và tải về máy. Phần mềm đã có sẵn các chế độ hoạt động kiểm soát xe ra vào, số lượng xe và giá tiền. Khi tải phần mềm, đơn vị cung cấp sẽ cấp miễn phí mã key để in vé có mã code. Khi xe vào, người sử dụng sẽ dùng camera máy ảnh để chụp biển số xe, chủ xe và đưa vé vào vùng nhận dạng. Phần mềm sẽ tự động lưu thông tin. Khi xe ra, người quản lý chỉ cần đưa vé đó lên vùng nhận dạng, lập tức thông tin sẽ hiện lên, đối chiếu thông tin ảnh đầu ra, nếu phù hợp với thông tin ảnh vào, đã lưu thì xe được ra. Thông tin về thời gian gửi, mức giá cũng sẽ được thông báo tự động. Những cái mô hình cũ thì thường gửi xe bằng tay và không thể xác định được cái chủ nhân của cái xe đó. Thế nên là rất hay gây ra những hiện tượng mất mát. Thì đối với hiện tượng phần mềm trông giữ xe mobile thì mình đã có chụp ảnh được cái thông tin của chủ xe cũng như là cái thông tin xe đầu vào. Nên khi mà xe ra thì chắc chắn là sẽ không có cái chuyện là có thể là lấy được cái xe khác hay là đổi xe hay là mất xe. Thứ nhất là vì mục tiêu an sinh xã hội, cũng như là bởi vì là công ty mình cũng đã từng tham gia những hoạt động đóng góp cho sự phát triển rồi đưa công nghệ thông tin vào trong cuộc sống. Phần mềm thì rất là dễ sử dụng, bạn chỉ cần download trên Store và chỉ mất trong khoảng tầm 2 đến 5 phút xem những cái video hướng dẫn clip bên mình đã up lên YouTube là có thể sử dụng được ngay. Tại các đô thị lớn, lượng phương tiện không ngừng gia tăng. Hệ lụy là sự nở rộ của các bãi trông giữ xe, trong đó có cả những bãi trông giữ xe tự phát với quy mô vừa và nhỏ. Xe tự phát, giá vé trên trời, vé xe đơn thuần chỉ là một con số và tên chủ cơ sở. Người dùng thì lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ bị lừa hoặc vé thất lạc. Tại những bãi giữ xe được cấp phép thì xảy ra tình trạng ùn ứ vì ghi vé hay tình trạng khó quản lý doanh thu. Khi người chủ phương tiện làm mất vé, người khác nhặt được vé thì người ta hoàn toàn có thể vào lấy xe ra được. Vì bãi xe chỉ quản lý được là cái vé đấy nó khớp với cái xe đấy. Tôi thấy dùng cái phần mềm này là rất tiện ích và quản lý chặt chẽ hơn. Không thể là mất vé cái trường hợp như thông thường được. Phần mềm quản lý bãi trông giữ xe qua điện thoại di động của công ty TIS được cung cấp miễn phí, không chỉ khắc phục những hạn chế của những bãi giữ xe truyền thống. Nó còn giúp người dùng đưa công nghệ vào nâng cao tính an toàn, thuận tiện và hiệu quả của các bãi giữ xe vừa và nhỏ.